Xin chào tất cả mọi người. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau ha. Xuân năm nay mọi người đã đón Tết như thế nào? Riêng nhà em quá trời công việc luôn. Tại vì nhà em bên mua bán trái cây á mọi người. Nên là năm nào cũng vậy. Cứ vào dịp Tết thì tất cả các hoạt động thiện nguyện em sẽ ngưng lại. Và sau đó qua Tết rồi á thì em mới sắp xếp công việc ổn thỏa hết thì mới bắt đầu hoạt động các công việc thiện nguyện của nhóm trở lại nè. Dạ cỡ 200 á dựng bà. Hai bao của chị với cái kia nữa. Ngăn lên nhà đi, nhưng tiền cho ông ra kìa. Đâu ra chở con Tết nó dữ hả bà? Vừa hâu là ngoan, sợ kìa. 2 kg 15 ngàn. Có ăn nữa thì cũng tình. Ở bên gì nằm á? Và để mở đầu cho hoạt động thiện nguyện năm nay thì nhóm chúng em cùng Quý Mạnh Thường Quân đã thống nhất với nhau sẽ phát gạo, kèm theo đó là có nước tương nè, dầu ăn, bột ngọt để cho bà con có thể sử dụng được trong vài ngày á mọi người. Món quà tuy là nhỏ nhưng nó gói gọn trong đó là tình yêu thương cũng như là cái sự đồng hành chia sẻ của Quý Mạnh Thường Quân muốn lan tỏa đến cho tất cả mọi người, các cô dì chú bác có hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng em. Và cái ngày mà nhóm chúng em thống nhất để thực hiện kế hoạch lần này đó chính là ngày rằm tháng giêng, ngày Tết Nguyên Tiêu đó mọi người. Thì vào ngày này chúng ta làm những cái việc thiện lành nè, nó rất là tốt luôn. Nên là sau khi mà hoạt động phát gạo kết thúc thì nhóm chúng em cũng di chuyển đến địa điểm tiếp theo để thực hiện thêm một chiến dịch, đó chính là thả cá phóng sanh vào ngày rằm tháng giêng.
vậy nhẹ. Chị ông Vân lấy cái đầu khiên đi. Đổ xuồng đi đổ vậy. Có cái thằng có cái nào giờ hứng cá được không? Đổ xuồng nhảy không Vân? Không. Chút nữa. Vậy. Nhảy không? Không. Không có lấy vàng cái bao xuống chịu luôn nha. Cứ nhảy một cái. Đúng rồi đó. Là 5 chỗ. Đổ đâu? Đây đã chắc không đó. Bắt ổn. Rồi cá đều quá đều. Cá này phải được cái lóc cá đều không? Nói phá thằng tao nói chuyện cầu. Đổ chẹt nghe, đổ xong rồi. Không chậm cho nó nhận là nó chẹt. Đổ chứ. Có không? Bây giờ đổ rồi. Đủ chưa? Nếu có nữa thì tốt. Còn đây là cảnh miền quê sông nước ở quê em đó mọi người. Thì nhóm chúng em ở An Giang nha. Đó, hôm nay thì nhóm chúng em cùng Quý Mạnh Thường Quân hùng phước lại với nhau, chỉ phóng sanh được tầm 200 kg cá thôi à. Nhưng mà để mà đi được ra cái con sông lớn ở chỗ em gọi là sông Cái, thì tất cả mọi người sẽ di chuyển bằng tắc ráng để mà đảm bảo được cho cá nó không có bị mệt, với lại là mọi người cũng có thể đi chung với nhau cho nó vui á. Nước đang chảy ra là nước lớn hay nước ròng ta? Nước đang chảy ra nước ròng. Đập cá ơi. 2 tiếng. Cái cô đó. Ông có cầm trước cũng đỡ. Cho. Ai cũng nói nhìn mấy cái nhà này ớn hết trơn. Dạ. Trước còn hết nữa, sao hết rồi. Còn nhiều lắm, ăn trước nhiều lắm. Lên nè, lên nè, cái nữa lên nè. Giống gì nè. Nè. Lên nè. Ăn bốn cái cây nè. Làm bốn cái gốc nữa nè. Và tới đây thì video hành trình một ngày làm thiện nguyện của nhóm chúng em vào ngày rằm tháng giêng của năm 2024 đã hết rồi nè. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đồng thời em không quên cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng nhóm trong tất cả các hoạt động nha.